hết cả băng đạn. Rồi. Thôi. Ôi, ăn khó đạn này. Rồi nhá, thế rồi nhá. Chết chưa? Trời ơi, hai cận chiến ở trong bán này rồi. Chạy rồi, mình mất hết thanh rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ có chạy thôi. Rồi mình sẽ 43 giây mà mình sẽ đi trốn. Rồi, nhanh. Trời ơi. Rồi, đi lên. Đấy, các bạn thấy mình khoảng khả năng chạy xong ghê gớm. AFK này. Rồi, lag rồi. Trời, đùa. What the OK, chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay chúng ta trở lại với một cuộc bộ đôi là USP. Cái khẩu này cũng không có gì đâu, gọi là xa lạ. Ai cũng có, ai cũng sở hữu. Mình không biết là có ai bắn, ai thèm bắn nó không thôi. Rồi, 12 viên đấy. Rất là, nói chung là mình cầm lục thì mình để thích đi kiểu chạy đi săn này, đi chôn vui thôi. Chứ còn nó yếu hay mạnh thì không quan trọng lắm. OK. Mình sẽ cố gắng cận chiến hết sức có thể và hôm nay mình sẽ không show fake cam để sẽ cố gắng tập trung cận chiến hơn. Yeah. Nhưng mà khẩu này bắn yếu lắm, mình không biết là một cả nguyên một cái set đạn này không biết có xuyên nổi một con nào không. Bị thế nào, đông lắm ấy, bị là cực kỳ đông do nhá. Ôi gặp phải ổ mại dâm ở đây, đâu ổ dẫm mai ở đây rồi. Đông lắm. Nào đây. Ok. Rồi. Từ thôi, bình tĩnh. Có béo nhá, có con béo nó sau lưng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái màu trắng của cái... Rồi, từ thôi. Ủa vãi, mới thầy, đúng không sao? Mình sẽ cố gắng cận chiến một con thôi, cho mình sẽ... Rồi nhá. vẫn kịp một cận chiến. Rồi, ra đây. Thôi, em xin lỗi đầu to, em chưa làm gì để gây hấn với anh mà anh... đừng có đuổi em làm gì cả. Đấy, đi bắn hết cả băng đạn đường viện. Rồi, nhìn nó đuổi theo con heo. Khổ ấy. Tên là cũng ăn chip được em ạ. Và đây tốt nhất là các bạn nên cố gắng nhằm vào đầu ấy, thì nó sát thương nó sẽ cao hơn một chút. Chứ còn bắn vào chân hay vào đít nó thì không nên thông đít được đâu. Sao giờ nó không thấm ấy. Rồi, cái ngứa đấy. Ôi, đấy và... Thôi. Ôi, bắn chết được cả. Ôi lao. Bắn chết được cả John ấy, không phải đùa đâu. Ôi. Bắn đầu mới được một trận chiến thôi nhưng mà vẫn được heo thì cũng khá là ok đấy. Rồi. Alo. Được cái này nó nhẹ nên là cơ động của nó mình rất thích. Rồi bắn chặn John thì tốt rồi. Ôi. Bắn. Rồi. Bắn vào đít nó thì phải tầm cả băng chắc là 1 kill 1000 đam ấy. Rồi. Thấy rồi nhá. Sẽ cố gắng ở chiều này. Trời ơi, nhìn có vẻ nguy hiểm rồi, rơi mất rồi. Ôi, chạy mất rồi. Đáng lẽ mình quay từ đầu một ván đấy nhưng mà mình bị làm do ấy. Đỉnh trang quá mình chả quay nữa, bây giờ vẫn được giải đầy nhiễm ấy. Nào, tới đây. Ui, ghê vậy, cứ từ thôi. Để Linh tỏa sáng thế nào, trời ơi. Có khổ USP Neptune đúng không ạ? Nhưng mà khổ đấy hiếm quá. Trời ạ, mình không thể lực đầu kiếm đâu ra được. Khổ thật chứ, các bạn có bạn cho mình mượn để mình test thử không? Nào ra đây. Rồi nhá. Trời ơi. Mới hết cặp mất huyết thanh của anh mà anh để yên cho. Ok. Mất huyết thanh rồi nhưng mà vẫn được. Trời ơi. Nhảy nào, đây là mặt một đổi một, hai cận chiến mà không cần huyết thanh luôn. Nào ra đây mình thấy rồi nhá. Rồi. Trời ơi, ba cận chiến liên tục quá phê các bạn ạ. Nói chung là nó mình cũng khá là thích cầm cái kiểu nó mình chỉ cần tính cơ động của nó, còn uy lực mạnh hay yếu, càng yếu thì mình căn sát thương cận chiến càng dễ thôi. Đấy, đấy là cái điều mấu chốt của mình khi săn thôi. Và các bạn này, theo các bạn đến nào thì mình cũng không rõ lắm. Các bạn có thể thích những khẩu súng như kiểu có uy lực mạnh hẳn như kiểu Destroyer hoặc là Bandit. Vừa chơi vừa cận chiến những cái đấy nó sẽ cận chiến được rất nhiều nhưng mà
mình riêng mình cảm thấy nó không vui lắm, vì nó kiểu nó có kiểu nó quá là dễ dàng để ăn cận chiến ấy, kiểu mà mình phải làm kiểu gì nó khó khăn hơn một chút thì nó mới vui, đối với mình là vậy. Nhưng mà nhiều lúc chết ngu lắm, đủ headshot luôn. Đâu ấy khiếp zom la liệt rồi, không được rồi, khiếp zom tuyệt chủng, khẩu súng quá là... cái khẩu Neptune nó màu xanh xanh đúng không? Nhưng mà mình không biết là nếu mà khổ đấy mà các bạn có biết là nó có tăng sát thương, nếu mà tăng sát thương ấy thì cũng khá là ghê đấy, kiểu nó cũng gần gần như kiểu kiểu gì nhỉ, Paper Storm ấy, cũng kiểu 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 đấy. UFP alo Ajinomoto đây rồi, trời ơi gặp mẹ ô một ổ luôn rồi. Ui đông chưa kìa, giờ mình rơi xuống cái này chắc chết mất rồi. Trời ơi vừa mới nhảy xuống. Ủa đây đây, mất công nhảy xuống mà lại không được ăn cái con kia nhảy đỏ kìa. Trời, thế các bạn thấy gì không, nó chặn rất là hay luôn. Rồi 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 lạc, trời bắt buộc vậy. Ôi, thôi, Linh bị lỗi rồi, bình tĩnh nữa các bạn ơi. Vãi, vừa đây mình bị lát, thế là bị mất huyết thanh thôi, buộc phải hóa heo rồi, con này không được gần chiến nào mới đau chứ. Rồi, đây là cái lý do mà mình không dám chơi dài đấy các bạn. Thôi, ôi, thôi, ôi nó cào mình kìa. Ai, khiếp, mình cố né như vậy mà con véo nó ghê gớm quá trời. Có biết mông mông nó mình nó có dày không mà nó cứ cạp vào mông mình mãi thôi. Đó cái mông. Nói chung cái khẩu này thì ngày trước mình có làm về cái khẩu cả set luôn, AR15 USP và dao găm. Và đây mình sẽ thử chơi USP riêng. Chơi cứ thế nó kiểu như là những cái khẩu súng các bạn nào mà không có súng VIP hẳn thì các bạn có thể chơi những khẩu này là kiểu mang tính vui thôi, funny, nó vui vui thôi, không cần phải quá nghiêm trọng là các bạn phải đua top là phải cận chiến thật nhiều. Cứ mình cứ tự thấy chôn chôn một tí xong rồi cận chiến một tí là mình thích rồi. Rồi ha, rồi nha. Trời ơi có nó thành rồi. Ôi ghê vậy. Ai mà tôi thành, mình thấy con vẹo rồi, các bạn nhìn nhận. Rồi mà chôn nó mấy, nó đầu to nó bật ép thế nó mà căn cái bật ép này thì khó chạm. Mình cũng cố lừa hết sức để câu cái thời gian mà nó mất mất S đi nhưng mà nó không kịp mà nó chặn đường ghê quá. Đồng một thằng này, hai thằng thủ dâm này, này thì nhìn này. Ba thằng luôn rồi, đúng rồi top kia, trời ơi top thủ dâm kia hấp nó. Cắm đầu vào đi, cái đầu to thế là dụ thôi. Được nói không. Ui nó không hóa súng à, nó hóa súng dễ bắn hơn, dễ đánh hơn các bạn. Cái này nó chém cho mình hai cái ở trên. Vào đây các bạn trẻ, đúng rồi. Với xung phong kìa. Chết, ôi kìa. Ôi kìa. Ôi vãi, hai con phếu cục đầu vào nhau mà nhìn đẹp vãi. Mà mình cao như thế mà không chết với ai, gì thật. Ui bắn tới 10 à, mà ghê quá. Mà nói chung là đen á, cả vì sao càng đen với cả nó lag mà nên nó không hiểu sao nữa. Đó là mình có tắt tắt tất cả các cái trình duyệt ẩn đi rồi mà. Ôi, ủa, bãi. Rơi cả luôn. Sao chưa gì đây? Ô kìa. Ôi. Bọn này nhanh quá. Ôi lại lắm. Nó hồi sinh ngay đây này. Ôi đâu thế? Ôi thôi. Trời ơi. Sao đông vậy? Thôi phải cố gắng nốt nó ván đi. Nó toàn la bực mình được chứ. Rồi, tỏa sáng lên top. Nó không thể được. Thế họ tránh ra, tránh xích cái mông ra để Linh. Ủa mình để ý là cái mông này nó bị lép các bạn. Ngực, về nó thì to, nó hơi bự thật nhưng mà mỗi tội là mông lép. Thế là không ăn thua. Cái con bóng ma ấy, mình thấy có một bóng ma là cái vòng 1 với vòng 3 nó là hoàn hảo nhất. Cực bự luôn. Và eo lại còn thon đấy chứ. Ai. À nhưng mà có tôi con bóng ma nó mặc quần dày, còn con béo nó là mặc sexy ấy. À đâu con con hero ấy mặc sexy vậy luôn.
cố lên nào, đừng có nhọ nữa. Đây, cưỡi lên đầu thằng này dụng luôn. Úi đầu to kìa. Chết đi, trời ơi, mày cắm đầu mặt nó thế. Bắn xả là xả rất là nhanh luôn, cực nhanh. Đây, bắn bắn đầu to chỉ có hỗ trợ được bạn. Không có chết ăn nó đâu. Mấy thiên nhiên bắt cầu rồi. Đây, mình sẽ cố gắng cân chiếu này nhé. Ôi rồi. Thôi chết rồi rồi. Ôi sao nó đông thế. Dạ, đang định đã nhìn thấy hai con kia nó đang chồng lên nhau nhìn vui mà cuối cùng là bị đầu to nó mong mong lốp rồi. Ôi vãi, la còn ra hẳn ngoài này luôn. Ok, rồi. Linh đến đây, trời ơi. Này, bạn sẽ mà múa rượu đấy. À, võ say đấy. À rồi nha, cận chiến Linh mà suýt chết đấy, phần này nó cận chiến chúng này. Ok. Rồi xong. À nó vừa đồ quá heo cái là nó phi thẳng lên cái chỗ cái bậc kia nó bắn nó xả xuống thì thôi. Chịu. Đấy nó đứng đây thì khó lên lắm. Đồ to đâu, đúng rồi, top lên đi. Thể hiện đi sao nào. Rồi, chết rồi. Không lên rồi kìa. Ủa đồ to lên rồi, đồ to lên. Đuổi nó. Trời ơi, sao cái cửa nó to như thế này để cho nó chạy rồi ạ. Rồi, giờ thì sao mà đuổi đây. Đây, mình sẽ cố gắng. Ui, nó còn lát thế này nữa. Vậy. Đấy, phát em mình đuổi thì có khi vẫn kịp chạm nó một ít ấy. Mà cuối cùng nó lát. Ủa, mặt thứ 12 à? Quên à? Phát em cố gắng làm điểm cận chiến thôi. Ủa, 500 điểm. Ủa, súng vip như vậy mà các bạn cũng vứt đi thế nào. Rồi, đằng sau. Vai nó ngay người mình này. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi, đây là quyết tinh thần quyết tâm đi cận chiến ấy. Ủa vai. Khiếp. À, cầm phim nó dã ghê vậy. Ôi, thôi. Đang đi mong lốp nữa. Giờ đây. Đồ, bắn chết cả đồ to luôn. Ôi nó hồi sinh này. À, này. Đấy, bắn các bạn bắn như này là nó không chạy được bạn. Chặn tốt lắm. Rồi, bây giờ đến ván thứ 12 mình cuối ván mình mới thể hiện các bạn. Bây giờ mình mới thể hiện này. À. Đây. Trời ơi, tôi. Là sao mình có một con đấy. Đấy cái đây là lý do. Ôi nó ăn mất rồi. Các mình cứ các bạn là cận chiến các bạn nhìn xung quanh một tí. Mày ăn mất đồ to, chết đi. Chết này. À, nó ăn mất đồ to của mình. Mất công bắn hết cả băng đạn. Rồi. Thôi. Ôi, ăn khó đạn này. Rồi nhá, thế rồi nhá. Chết chưa, trời ơi, hai cận chiến ở trong bán này rồi. Rồi, chạy rồi, mình mất hết thanh rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ có chạy thôi. Rồi, mình sẽ 43 giây mà mình sẽ đi trồn. Trời ơi. Rồi, đi lên. Đấy các bạn thấy mình khoảng khả năng chạy xong ghê gớm. AFK này. Rồi, lag rồi. Trời, đùa. What the fuck.